đeo kính khó chịu quá, không đeo thì không thấy đồ, còn đeo vô thì khó chịu quá à. Vậy đi bắn mắt nha. Thôi, em nghe nói bắn mắt đau lắm, không bắn đâu. Không sao đâu, anh coi review bắn mắt, thấy người ta bắn xong thuận tiện lắm, không có đau gì hết. Anh sẽ dẫn em đi bắn mắt. Và rồi hành trình đi bắn mắt của tôi bắt đầu. Giằng co một hồi lâu thì tôi cũng bị lôi tới đây. Và Quyên đã chọn xóa cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga. Đầu tiên, vào cửa chúng ta sẽ điền thông tin ở quầy lễ tân và được miễn phí khám. Sau đó, Quyên được chuyển lên phòng khúc xạ. Quyên là dân cận thị từ năm 10 tuổi, nhưng chưa bao giờ Quyên đo mắt mà nhiều máy móc dữ vậy. Đại này đã thấy hơi choáng ngợp rồi nha. Quyên thấy ai review cũng nói mổ cận không đâu tẹo nào. Và đây cũng là địa chỉ khá uy tín cho nên là Quyên cũng bớt hoảng loạn. Được đo mắt kỹ càng qua nhiều máy móc thì sau đó Quyên được nhỏ mắt giãn trong tử, được nhỏ 2-3 lần đã Quyên quên rồi. Sau đó thầy sẽ được gặp bác sĩ người nước ngoài. Tiếp đến, Quyên di chuyển tới phòng khám. Mắt Quyên được nhỏ giãn trong tử rồi. Vào đây thì bác sĩ nước ngoài có khám mắt và soi mắt Quyên một lần nữa. Có cả bác sĩ phiên dịch giải thích tình trạng mắt của mình nữa. Bác sĩ chẩn đoán Quyên không thể phẫu thuật laser nên mình sẽ được chuyển qua hội chẩn với bác giám đốc chuyên môn. Bác sĩ chẩn đoán Quyên cận 5 độ và 2 độ lệch mỗi mắt. Độ cận khá cao và giác mạc của Quyên thì khá là mỏng nên không thể mổ phương pháp laser thông thường được, nhưng vẫn có thể điều trị cận thị bằng phương pháp đặt kính nội nhãn ICL. Đó cũng là lý do Quyên có mặt ở phòng khám này nè, để được khám chuyên về cái phương pháp ICL này luôn. Vì ICL là thấu kính sinh học được đặt riêng theo thông số mắt của từng người nên đoạn này là tôi được đo thêm đường kính giác mạc nè. Thề luôn, cái đoạn này chói mắt cực kỳ, mắt mở không ra. Phương pháp này khi mà Quyên được tư vấn á thì có nghe nói là phải gắn thêm một cái lens sinh học vào mắt. Nghe tới đây là Quyên thấy sợ muốn đeo kính cả đời luôn. Nhưng phương pháp này cực kỳ an toàn và rất được ưa chuộng ở các nước đang phát triển. Là một người cũng đang phát triển cho nên là mình khá an tâm. Thăm thoát 2 tháng, tóc biến phát tới ngày đi mổ. Để được mổ phương pháp này, mình phải đặt cọc trước đài hãng kính ICL tại Mỹ gửi kính vào Việt Nam khoảng tầm 8 tuần. Và đây là cái nick lo lắng trước khi lên thớt của thanh niên sau 2 tháng chờ đợi. Và đây là vài phút tâm sự tuổi hồng với anh điều dưỡng, được trấn an cũng giống như là dặn dò những điều cần thiết. Sau đó thì dắt tay mình vào phòng mổ. Và bây giờ mình đã phẫu thuật ICL được 3 ngày rồi nè. Thật là hạnh phúc vì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Mổ xong phải đeo kính bảo hộ dưỡng mắt 1 tuần. Làm chi cái đôi mắt kia khi đôi mắt đã tin anh. Wow, rõ ghê. Và đây là hành trình tìm đôi mắt sáng của mình. Bạn nào đang muốn mổ cận thì có thể cân nhắc Bệnh viện Mắt Việt Nga nha. Bye bye.